MC Phan Anh có phạm luật khi tự vận động ủng hộ đồng bào lũ lụt? MC Phan Anh lo ngại trước các tội danh đã được cảnh báo. MC Phan Anh đã vi phạm Nghị định 64 của Chính phủ. Nhắn gửi MC Phan Anh, đừng vì làm ơn mà lại mắc oán. Hay MC Phan Anh có phải chịu thuế thu nhập đối với khoản tiền 20 tỷ đồng? Liệu MC Phan Anh có phạm luật khi tự vận động ủng hộ đồng bào lũ lụt hay không? Những ngày gần đây, hàng trăm câu hỏi được đặt ra trước câu chuyện MC Phan Anh vận động ủng hộ đồng bào lũ lụt. Nhiều ý kiến cho rằng MC Phan Anh đã phạm luật và thậm chí phải chịu thuế phạt cho khoản tiền 20 tỷ đồng đã được quyên góp. Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Văn Thành, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Huy Thành đã có bài viết phân tích. Trước tình hình bão lụt nghiêm trọng, MC Phan Anh đã có kế hoạch cá nhân về việc ủng hộ đồng bào lũ lụt bằng số tiền của riêng mình trong tài khoản ngân hàng. Các cá nhân tổ chức hoàn toàn tự nguyện chuyển tiền vào tài khoản của MC Phan Anh mà không yêu cầu MC này hoàn trả lại. MC Phan Anh cũng đồng ý nhận. Khi tiền được chuyển vào tài khoản của MC Phan Anh thì hợp đồng tặng cho tài sản đã được thực hiện. Các bên đã thực hiện xong quyền và nghĩa vụ của mình. Do vậy, về mặt bản chất, đây là quan hệ giao dịch dân sự tặng cho tài sản giữa nhiều cá nhân, tổ chức khác nhau với MC Phan Anh. Bài viết nhấn mạnh, tài khoản cá nhân của MC Phan Anh không phải là quỹ, theo quy định tại Nghị định số 148/2007 Nghị định Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Do vậy, MC Phan Anh không vi phạm các quy định của Nghị định 64/2008 Nghị định Chính phủ. Những năm gần đây, việc quyên góp tiền bạc, tận dụng làm từ thiện được cộng đồng rất quan tâm và nhiệt tình hưởng ứng. Nhưng do việc nhiều thông tin phản ánh còn lệch lạc, nhiều quy định còn khắt khe, khiến cho việc làm này của nhiều cá nhân tổ chức bị hạn chế. Sau cái câu chuyện Formosa xả thải ấy, là cái câu chuyện nhân dân đồng bào của tỉnh Hà Tĩnh lại mắc lũ lụt rất là lớn, vì vậy cho nên là rất nhiều các cái cá nhân cũng như là các cái tổ chức có cái ý đồ rất là tốt, đó là thu góp những và quyên tiền và trực tiếp như là Phan Anh. MC Phan Anh có một cái hành động rất là hay, tức là tự mình bỏ tiền ra này, cũng 500 triệu rồi đến cùng kêu gọi những cái bạn bè của mình, những người thân quen cùng bỏ tiền ra vào cái tài khoản của Phan Anh để mà giúp đỡ cho đồng bào lũ lụt ở miền Trung. Trong chỉ có vài ngày rất là nhanh, nhưng mà số tài khoản của trong cái con số tiền của trong tài khoản của MC Phan Anh lên rất là cao. Có thể nói rằng là rất là hay, là đến rất là hàng tỷ. Như vậy cho nên thì nhiều người rất là ca ngợi cái hành vi đó của Phan Anh, nhưng ngược lại bên cạnh đó nó có một cái nguồn tư tưởng và đăng những cái báo của luật sư hoặc là có một nhà kinh tế nào đó, luật sư Phan Anh, luật sư Phan Anh làm như thế là vi phạm pháp luật. Tôi cho rằng là cái ý đó nó cũng có cái ý đúng của pháp luật Việt Nam trong cái thời kỳ tập trung quan liêu bao cấp. Những cái hành vi mà có những hành vi quyên góp như thế thì hầu như là cá nhân không được ra. Vì vậy cho nên là xét về mặt tình ấy, thì không có cá nhân nào bị hạn chế trong cái việc này để giúp đỡ người khác, cũng như là quyên tiền để giúp đỡ người khác trong cái hoàn cảnh khó khăn. Nhưng về mặt lý mà nói thì pháp luật cũng có một cái quy định như thế, nhưng là cái hành vi mà quyên góp tiền để giúp đỡ những cái chuyện nọ chuyện kia hầu như là do tổ chức đứng ra, mà cái người đại diện trong pháp luật quy định ấy, thì đấy là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp từ trung ương cho đến địa phương, và tập trung ở trung ương để một cái tổ chức mà được pháp luật ủy quyền cho cái việc quyên góp tiền để mà giúp đỡ cho người dân đồng bào khó khăn, nhất là trong hoàn cảnh lũ lụt. Nhưng trong cái nền kinh tế thị trường mới được phát triển ấy, thì bên cạnh cái tập thể, cái tổ chức ấy, thì cái nền kinh tế thị trường nó rất là động viên ấy, là phát huy cái vai trò của cá nhân. Thế nên MC Phan Anh đứng ra quyên góp, tôi nghĩ rằng là nếu như mà làm đúng cái phần việc của cá nhân, không có khuất tất gì trong tài khoản của mình, thì tôi nghĩ rằng nó không có vấn đề gì cả. Nhưng mà cũng có những cái vấn đề khác nếu như xảy ra,
Vì vậy tôi nghĩ rằng trong trường hợp này thì tốt nhất là phải tìm tìm lại cái quy định của pháp luật của nhà nước dưới góc độ tiếp cận thông tin, và hai là cần phải có cái luật sư tương đối giỏi về vấn đề này để mà trợ giúp cho C phản ánh.